Hôm nay khách mời của chúng ta là một nghệ sĩ đã có hơn nửa thế kỷ ca hát, người mà bao nhiêu năm qua vẫn xuất hiện cho công chúng trong một dáng vẻ vô cùng duyên dáng với giọng ngâm thơ ngọt ngào và giọng hát dân ca tuyệt vời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Bây giờ phải nâng ly tí nhà chị Hồng Vân cho nó có không khí của Sài Gòn by night. Chị có nhớ là chị đã đến với Sài Gòn đầu tiên từ khi nào không? Vào Noel năm 1971 với sân khấu Đêm Màu Hồng của cô Thái Thanh và ban Tứ Ca Thăng Long. Trước đó thì Vân đã được ngâm thơ với chương trình Thi Văn Tao Đàn của nhà thơ Đinh Hùng, với tiếng sáo trúc tuyệt vời của Tô Lan tức Tô Kiều Ngân, cùng những chị Hoàng Oanh, cô Hồ Điệp, chú Quách Đàm. Vậy thì là nếu mà năm 71 chị mới đến với Sài Gòn, vậy thì trước đấy, những năm trước đấy là chị đã từng hoạt động văn nghệ ở đâu ạ? Trước đấy thì khi chị có chồng sớm cho nên chị vào Sài Gòn sớm. Cái ước mơ của chị ngày xưa vẫn là một người nghệ sĩ, nhưng mà ước mơ nó không có rõ rệt, không có dám. Cứ nghĩ mình là sau này sẽ làm giáo viên, lấy tiền nuôi mẹ thôi. Chị vào vì chị có chồng mà. Vào miền Nam thì phải nói là Vân vô cùng là cảm ơn miền Nam, đất lành chim đậu. Khi Vân vào miền Nam thì Vân gặp ngay cái người đầu tiên mà biết đến tiếng hát của Vân là thầy Hùng Lân. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, rồi thầy Lê Thương, thầy Vĩnh Phan. Những ông thầy đấy khi nghe Vân nói một vài câu thơ, một vài điệu hát ru là các thầy nâng đỡ ngay và đã đưa Vân vào cái khung trời của âm nhạc dân ca, tìm hiểu âm nhạc hồi ấy. Còn ngâm thơ thì Vân yêu ngâm thơ từ lúc Vân còn bé. Chị đang nói với Minh Đức bằng giọng Bắc đúng không ạ? Đấy, và thi thoảng Minh Đức đi xem chị hát thì chị giới thiệu trên sân khấu chị vẫn nói giọng Nam. Rồi chắc mọi người không thể quên được vai diễn kinh điển của chị Hồng Vân trong bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung là chị nói giọng Huế. Đấy là giọng của chị luôn. Rồi cuối cùng là chị sinh ra ở đâu ạ? Vân thì Vân sinh ra ở Huế. Nhưng mà theo bố mẹ ông bà đi từ Huế vào trong Nam. Giọng Bắc đấy là vốn là giọng của chị từ trước hay là sau này chị quyết định là mình sinh ra nhiều nơi quá mình cần chọn một cái giọng cố định để mình nói? Không, tại vì là đối diện với em là người Bắc thì nói tiếng Bắc người ta sẽ thông cảm. Khi chị trở về với bà nội chị ví dụ như thế thì chị phải nói tiếng Huế rặc. Nếu mà nói tiếng khác thì bà cứ giả vờ, bà bảo mới nói chi ta không nghe được, mới nói chi giữa. Tức là chị có thể nói cả giọng ba miền. Ví dụ như là người hỏi chuyện là miền Nam thì Vân xin nói tiếng Nam thôi. Gặp ai nói giọng đấy. Thì dân ca thì cũng có những cái dân ca mà dân ca Bắc chẳng hạn như là quan họ chẳng hạn, ca trù hay là chầu văn hay là hát chèo á, chị hát được không? Chị vẫn hát được đấy chứ. Mà chị hát được là chị phải học. Khi chị hát một câu quan họ chị phải biết nói một câu tiếng Bắc. Người về em trả cho về, em níu vạt áo em đề bài thơ, thì khi mà chị hát thì nó mới ra. Hay là ví dụ như là chị muốn hò một câu hò Huế thì chị phải hò một câu là phải nói tiếng Huế. Người về chưa tới sông Hương, đã nghe tiếng gọi đêm trường đắng cay. Thế rồi một câu hò Nam Bộ như thế nào? Nam Bộ là ví dụ như là hát một điệu lý trăng soi hay là lý cái gì thì chị phải biết cái câu là biển trăng ai sẽ làm đôi, nửa ân gối chiếc nửa soi dặm trường. Phải nói tiếng Nam rồi mới cất cái giọng hò thì nó mới ngọt ngào và nó có cái sự đồng cảm về ngôn ngữ. Tại vì cái thẩm âm về ngôn ngữ rất là quan trọng trong dân ca mà chị phải miệt mài học mãi đấy. Bây giờ thì vẫn còn học. Chị có những cái kỷ niệm thú vị nào của những cái ngày đầu tiên chập chững bước lên sân khấu đi hát không? Hồi đó chị còn khờ dại lắm. Mà nhưng mà tại vì nhờ có hai chị trong Tam Ca Đông Phương dìu dắt. Ví dụ như hai chị đấy là tốt nghiệp trường âm nhạc rất là giỏi về solfe. Nghĩa là khi nhìn một bài hát là mấy chị hát liền và có thể bè liền cơ, chứ không phải là tập như mình. Thứ hai nữa là các thầy ngày xưa rất là nghiêm khắc trong cái vấn đề mà sướng âm và hát tròn vành, rõ chữ và luyến láy như thế nào để cho hợp với cái thể loại dân ca thì các thầy đã dạy. Thì cái ngày đầu tiên thì chị hát với Tam Ca Đông Phương mà được báo chí và khán thính giả yêu thích nhất là cái đêm Noel năm 1971. Hát ba bài ba miền với dàn nhạc phối âm phối khí của Phạm Trọng Cầu. Nhiều người bây giờ nhớ lại quãng thời gian đấy cũng nhớ lắm như là một cái thời vàng son của ca nhạc ở miền Vân Nam. Vân vừa hát mà vừa hát mà vừa khóc cơ mà. Tại vì hồi đấy Vân ốm yếu và Vân không có nhan sắc nhiều, chỉ có được là yêu âm nhạc và có cái thiện chí để mà học các chị, các anh, các thầy thôi. Chứ hồi đấy xấu lắm.
ốm nhom ốm nhách. Bây giờ mọi người thì tìm lại một số những cái băng nhạc của thời đó mà xem, băng Họa Mi này, mấy cái băng gì đó là có hình của Hồng Vân ở trên bìa. Trời ơi, tóc dài mượt mà, duyên dáng xinh ơi là xinh. Chắc cũng được được thôi. Nhưng mà cái này tò mò một tí, tức là cái thời mà chị đi hát đấy, thời đấy là người ta đang rất là bùng nổ cái dòng gọi là dòng nhạc bolero đó, là nhạc vàng á. Ai định hướng của chị lựa chọn đi hát dân ca mà không hát những cái dòng kia thì có thể nổi tiếng hơn, nhiều bài để thu hơn? Cái đó là do thầy. Tại vì là thầy bắt gặp nơi Vân á là một cái gì rất là Việt Nam. Ví dụ như là Vân không bao giờ uốn tóc. Tóc của Vân là vấn lên, vấn lên hay là buộc thế nào đó. Rồi với cái vóc dáng, rồi với cái giọng ru, những cái điệu hò và những câu thơ mà khi Vân hát cho thầy nghe thì thầy bắt gặp nơi đó một cái khung trời của dân ca, một cái gì lung linh. Với lại cái xã hội lúc ấy là bây giờ có nhiều nhạc nước ngoài mà rất là xuất sắc, ví dụ như nhạc ra này, rồi nhạc bóp hóp này, rồi những cái bar ở Sài Gòn nổi lên toàn là nhạc nước ngoài, Bad Bull hay là Elvis Presley này, rồi Dalida. Cái thời đó là thời ít có hát dân ca như bây giờ. Các thầy đã thấy cái mô hình dân ca nó cần thiết trong quần chúng thì các thầy đã bắt gặp tiếng hát của Vân và hai chị kia, cho nên là nó mới nó có cái duyên rồi mà gắn bó với nhau để mà biến thành một cái khung trời dân ca lúc bây giờ. Đấy thì là, và lại ba chị lại là người của ba miền. Chị Thu Hà là người miền Bắc, Bắc di cư. Chị Tuyết Hằng là miền Nam, Vân là người miền Trung. Ba chị em là cả ba dòng sông đổ lại. Thì cái ngày đó có những cái kỷ niệm thú vị nào của chị với hai người chị nữa là Thu Hà, Tuyết Hằng? Vân nhớ lại Vân vẫn thương hai chị đấy. Hồi đó thì cực khổ lắm chứ không được như bây giờ. Không có những cái truyền thông tuyệt vời như bây giờ, không có điện thoại như bây giờ. Chúng tôi đi hát mà trích ra một chút số tiền để mà bồi dưỡng cho cái người viết hòa âm, trích ra một số tiền để cùng ăn với nhau buổi trưa, buổi tối. Và cũng nhiều gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề gia đình lắm. Tại vì có những ông chồng khó tính, cứ bảo sao là ba cái mợ này là coi như làm sao mà cứ khăng khít nhau mà không có chăm lo gì chúng tôi cả. Trong đó có chị. Tức là ba chị là có ba ông chồng lúc đó luôn rồi ạ. Thì bởi vậy cho nên sau này khi mà giang dở mà thấy là Vân ở một mình đó, thì các em mới hỏi tại sao chị ở có một mình vậy. Thì Vân nói là tại vì có một người đàn ông thôi để thương để nhớ, mà thương cũng không xuể, nhớ cũng không xuể, chăm cũng không xuể, yêu cũng không xuể, và phải mượn người khác thương dùm. Ôi giời ơi, nói về cái sự chia tay của mình với ông chồng một cách khéo như thế, ôi lại còn mượn người khác thương dùm. Đành rằng là cũng phải bất đắc dĩ thì nó mới xảy ra cái chuyện đấy. Cái ông mà đã để cho người khác phải đến thương dùm ấy là ông đã tuột khỏi tay đó, một viên ngọc quý đấy. Chị đẹp như thế thì chắc là hẳn là cũng có rất nhiều những vệ tinh về bay xung quanh. Có chứ, ai cũng có một thời để thương, để nhớ, để yêu. Thì cái thời đó thì ai mà chẳng lẫy lừng, phải một mình chị. Nhưng mà cái người mà Vân thương á, cái người đó là phải là hội họa hay là làm thơ. Chứ nếu không có hai món đó thì hình như là Vân không để ý đâu. Vân có một cái cuộc sống là Vân nhận được rất nhiều những vần thơ hay, những vần thơ đẹp và những bức tranh đẹp và những cái dòng chữ đẹp. Chị có nhớ là đã có anh thi sĩ nào làm những câu thơ mà tặng đích danh cho chị? Có chứ. Vân đi lấy chồng đó thì có một nhà thơ viết cho Vân một câu thơ thế này. Cứ sợ là Vân không biết có hạnh phúc hay không. Sợ con bướm nhỏ sang vườn biếc, còn lấm trên tay bụi phấn vàng. À đấy, đã từng có những câu thơ như thế. Hay là có những câu thơ mà mượn của người khác mà nói với Vân. Em theo chim về với tháng ba qua, một ngày xuân anh trở về nhà, nghe mẹ nói em có về đấy em hái ổi. Anh nhìn lên vòm cây gió thổi, lá như môi thầm thì gọi em về. Ví dụ như thế. Cái cảm giác mà mình là nàng thơ của một ai đó, mình đi vào cái bài thơ của ai đó là cảm giác như thế nào? Những cái lời thơ để tặng vào trong mỗi một cái tác phẩm là những cái điều mà sung sướng vô cùng, hạnh phúc đó đã bù đắp lại cho những cái nỗi thống khổ trong cuộc sống vì cơm áo gạo tiền, vì những cái vấn đề mà em biết là trong cuộc sống đó như một dòng sông khi chìm khi nổi. Cái này cũng hơi tế nhị một chút, là ngày đấy thì có ông xã chị á, tức là trước cái giai đoạn có người đến thương dùm á, ông xã chị ông có biết là bà xã đẹp của mình có những cái người người ta theo đuổi rồi người ta tặng thơ, người ta viết thơ như thế? Có lẽ là biết chứ, biết mà sùng lắm chứ không có ưa.
Khi mà cách đây mấy năm ấy, khi mà làm với chị Hồng Vân một cái chương trình kỷ niệm 50 năm sân khấu, thì chị Hồng Vân đã gửi rất là nhiều những cái hình ảnh của chị ngày trẻ cho Minh Đức qua điện thoại. Thì mình xem thì mình thấy là đương nhiên chị rất đẹp rồi, nhưng có một cái điểm chung trong tất cả những hình đấy là cái đuôi mắt của chị ấy, đó, cái đuôi mắt của chị nó là cái mắt mà người ta hay gọi là mắt ướt. Người ta hay nói là những người phụ nữ mắt như thế, có đuôi mắt như thế là những người rất là đa tình, đa cảm. Đa gì thì một đa thôi, em đừng có nói nhiều đa, kỳ lắm. Thế bây giờ nhá, không biết là đa tình hay đa cảm, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thể xem cái tình và cái cảm đấy trong bài thơ, trong những bài thơ đi. Tại vì thì giờ của chúng ta thì quá ngắn, mà thơ đựng trong lòng Vân thì quá dài. Thì Vân xin đọc một câu thơ, xin diễn ngâm một câu thơ ngắn của nhà thơ Bùi Giáng. Cái câu thơ này Vân đã có cái kỷ niệm là Vân đã ngâm cho mấy em khuyết tật nghe. Em không thấy nhưng mà khi em nghe Vân ngâm có hai câu thơ này thì em khóc, thì làm cho Vân khóc theo. Thì lúc đấy chị Kim Cương chị mới bảo rằng em đem đến cho nó một nụ cười, tại sao lại em lại ngâm thế nào mà lại để cho nó khóc thế kia. Chị nói đựng Vân như vậy. Bài thơ Áo Xanh của nhà thơ Bùi Giáng. Lên mù sương, xuống mù sương, bước xa bờ cỏ, xa đường thương yêu. Tuổi thơ em có buồn nhiều, thì xin cứ để bóng chiều bay qua. Biển du sực tỉnh giang hà, còn sơ nguyên mộng bên tà áo xanh. Biển du sực tỉnh giang hà, còn sơ nguyên mộng bên ta áo xanh, còn sơ nguyên mộng bên ta áo xanh. Và sau đây thì Vân xin tặng các bạn thêm một bài thơ. Bài thơ này thì ở cái thời của Vân á, thời lãng mạn ngày xưa của Vân, mà tác giả này thì được các nhạc sĩ hay phổ thành ca khúc, đó là nhà thơ Cung Trầm Tường. Vân xin diễn ngâm bài thơ Kiếp Sau. Bù em một tháng trời gần, đơm hoa kết mộng có ngần ấy thôi. Bù em gọt núi chung đồi, thiếu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. Bù em suối có ngàn thơ, mà nghe trắc trở bên bờ sông tương. Thôi em bông đã phai hương, thôi em bông đã phai hương, mà nghe tiếng gọi như dương thiên thu. Quê em bóng mẹ sầu u, mòn trong ngưỡng cửa chiều thu mãi sầu. Thương em xanh mắt bồ câu, vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Có thể nhiều người sẽ nhớ bài Kiếp Sau này trong cái phiên bản phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Cũng là một cái bài hát mà không phải là quá phổ biến, nhưng mà thường là nghe là sẽ nhớ rất là lâu, bởi vì cái giai điệu rất là ám ảnh và những cái lời thơ như chị Hồng Vân vừa ngâm. Thế thì thôi, đằng nào thì cũng đã ngâm thơ rồi, thế thì đằng nào cũng đã đến đây rồi thì hát luôn. Đấy, thì chị Hồng Vân sẽ hát tặng mọi người một bài đi, đã, sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện nhé. Chị hôm nay chị muốn hát bài gì? Vân là người của thơ và nhạc, cho nên Vân phải chọn một bài thơ phổ nhạc để Vân hát cho quý vị cùng các bạn nghe. Vân chọn bài
Còn một chút gì để nhớ, thơ của nhà thơ miền Trung Vũ Hữu Định do Phạm Duy soạn thành ca khúc. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên mắt em ướt và tóc em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mái xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lắc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên mắt em ướt và tóc em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mái xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên. Mai xa lắm trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Cụm ly cái nào, cảm ơn thành phố có Vân. Xin cảm ơn Xuân Kiên đã điểm đàn rất là hay cho phần trình diễn ngẫu hứng của nghệ sĩ Hồng Vân. May mà có em đời còn dễ thương. Một cái câu mà thường là các anh rất hay dùng để cưa cẩm các em. Thế trong suốt cuộc đời vàng son của mình, đã có bao nhiêu anh nói câu đấy với chị Hồng Vân rồi ạ? Câu ấy thì cũng hơi bị nhiều đấy. Nhiều chứ không phải ít.
chẳng nhẽ từng người năm chị sống một mình, chẳng nhẽ lại không có những cuộc tình đẹp đẽ xứng với một người dễ thương như chị? Không phải là không có, nhưng mà Vân không có để cho mình sở hữu ai, mà cũng không muốn sở hữu ai. Là bởi vì mỗi người một người chúng ta đều có một cái cuộc sống nó khác nhau. Thật tình là mình không rảnh. Ví dụ như là mình nuôi con nhé, nó lớn lên, đến lúc có cháu mình là phải trông cháu. Rồi những cái thời gian mà lo cho gia đình á, là nó cũng đã lấy hết cái thì giờ rồi. Và cái thì giờ mà lấy nhiều nhất là thì giờ của nghệ thuật. Mà nghệ thuật là cái nơi mà tuyệt vời, là cái nơi mình gặp gỡ. Mình được gặp gỡ những tràng pháo tay, mình gặp gỡ những ánh mắt, những lời khen. Không biết là họ khen là họ để vừa lòng mình hay là họ khen thật, nhưng mà cũng đó là đựng những cái niềm hạnh phúc. Ví dụ như Vân đến Vân hát cho một cái đôi nào hấp hôn như là Hâm Nóng Tình Già 35 năm, 40 năm, thì Vân lại lựa những cái bài hát mà Vân hát rất là say sưa. Ví dụ như Vân hát bài Chung Thủy này, bài Thơ Ngây này, là bài Bến Cũ này, là bài Ngày Đó Chúng Mình này đấy. Thì Vân lựa những cái bài đó, và chính khi Vân hát, Vân gửi đến cho một cái tình cảm Hâm Nóng Tình Già đó một cái sự rất là ấm áp cho chính cả với mình nữa. Thì những cái điều đó cũng là những cái điều mà mình gặt hái những hạnh phúc. Việc gì mà mình lại phải đi sở hữu một cái hạnh phúc khác, rồi lỡ mà nó lại không xuể nữa thì... Nhưng mà tự nhiên Minh Đức hơi tò mò đó. Tại vì có một lần đọc báo, thì tờ báo đấy có giật một cái tít rất là giật gân, là gọi là chuyện tình xa xứ của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Mình bảo hôm nào gặp nhất định mình phải hỏi. Bà này hóa ra tầm ngầm như thế, mà hóa ra cũng oanh liệt phết. Nhưng mà cũng không oanh liệt, là bởi vì người ta ở xa đấy. Ở xa thì chỉ có gọi nhau qua điện thoại. Bây giờ thì là hàng đêm mình có thể, người bạn của mình có thể gọi về là hôm nay Vân hát cái bài gì, Vân mặc cái áo gì, hôm nay Vân hát bài Tà Áo Tím, Vân mặc áo tím, Vân cài cái hoa tím, rồi Vân hát cái bài đã được cái chị đã khen thế nào, anh ấy khen thì lại nói qua như vậy. Rồi người bạn của mình lại tặng cho mình một cái bài thơ, ví dụ như vậy. Người đấy là được người đẹp nết. Và nhất là làm thơ tuyệt vời. Người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Kinh quá. Tóm lại cuối cùng là anh ấy đáp ứng được yêu cầu của chị là làm thơ, đúng không? Làm thơ. Thế là chị đã bền bỉ đi hát chừng đấy năm. Thì có thể là bên cạnh niềm vui, thì có thể biết đâu nó cũng có những góc khuất, có những cái nỗi buồn nào đó mà ngày hôm nay chị có thể chia sẻ với mọi người được không? Mùa xuân bao giờ trong lòng Vân cũng là mùa xuân. Có những nỗi buồn xin cho qua như một dòng nước, hái những nỗi buồn bỏ xuống dòng nước để nó trôi đi, không nói nữa. Đấy mới là một con người lạc quan đấy. Đó, báo chí cũng đăng là chị đi diễn về khuya bị giật đồ. Thì những cái biến cố tương tự như thế là trong suốt 50 năm qua nó có xảy ra với chị nhiều không? Vẫn nhiều lắm. Những cái nỗi thiếu thốn, là khó khăn, rồi bị thương, rồi đau ốm rất nhiều. Rất nhiều, nhưng mà Vân cho đó là những cái ác mộng, rồi Vân cho nó qua hết. Ví dụ như cách đây đâu có năm ngoái đây, Vân cũng còn nằm trên giường bệnh mà hai cái chân gãy hết. Thế nhưng mà những cái nỗi khổ đó thì ai cũng nghĩ là ghê gớm, nhưng mà đối với Vân nghĩ là con người ta thì cứ như dòng sông lúc này lúc khác. Thì là Vân cứ nghĩ như vậy và mọi sự nó đi qua hết. Thế thì chị có thể mô tả một cách đơn giản nhất cuộc sống hiện tại của mình? Cuộc sống của Vân bây giờ thì tại vì lớn tuổi rồi cho nên cũng an nhàn. Tức là ngoài những cái đêm đi biểu diễn thì là hay nói chuyện với bạn, rồi hay ăn cơm với bạn, nấu cơm ở nhà cho con ăn, rồi đi hôn cháu và gửi những cái hình đẹp cho cháu, cho bạn. Cái hình nào mà mình thấy mình đẹp rồi còn tươi là gửi cho bạn. Và tự cho là cuộc sống như vậy là hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc là nó nhỏ nhoi lắm. Nếu mà mình cứ đòi hoài thì mình sẽ không bao giờ tới. Mình cứ cho nó là đủ, là đủ. Thì với nửa thế kỷ sống ở Sài Gòn, hát ở Sài Gòn, ngâm thơ ở Sài Gòn, là một người Sài Gòn, thì chị cảm thấy là cái điều mà chị được nhất, cái điều mà thành phố này nó mang lại cho chị nhiều nhất là gì? Nói về Sài Gòn, Vân là người mang ơn Sài Gòn đã cho Vân một cái tên tuổi nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Chứ nếu mà Vân ở ngoài Trung mà Vân không lấy chồng vào trong này thì Vân chỉ là một cô giáo. Miền Nam đã cho Vân những bát cơm đầy, một cái sân khấu lộng lẫy để Vân bước lên. Đã cho Vân những niềm vui, những niềm thương. Vân thấy đó là một niềm hạnh phúc vô biên. Và Vân sẽ giữ mãi. Và Vân cho nó sẽ bù đắp lại tất cả những cái nỗi thống khổ nếu có trong đời sống. Cái mà gọi là nỗi thống khổ ấy, mà lớn nhất mà chị đã từng gặp phải và vượt qua được là gì? Những cái lúc bệnh tật mình cảm thấy mình cô đơn lắm. Bên cạnh mình những người bác sĩ quen thân, như lúc mình đau mình đâu có kịp mà gọi. Mà dù như em thương chị, em cũng không thể nào chia sẻ được cái nỗi đau của chị. Con cái nó chăm mình nhưng nó cũng không thể nào mà hiểu được cái nỗi đau. Thì cái mà con người ta mà cô đơn nhất trong đời không phải là vấn đề không có người yêu, không có gì, mà là
cái sự mà bệnh hoạn là con người ta cô đơn nhất. Vân Trần nó thống khổ nhất là như vậy.